Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những điểm sáng của kinh tế Hưng Yên trong 9 tháng năm 2022. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Trên địa bàn tỉnh, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giao tính đến thời điểm ngày 23 tháng 9 là trên 10.141 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 4.234 tỷ đồng. Kế hoạch vốn do các cấp tỉnh, huyện, xã giao bổ sung là trên 5.910 tỷ đồng. Qua 9 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã giải ngân trên 3.911 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 38,6% kế hoạch địa phương giao. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hưng Yên đề ra 11 giải pháp, nhiệm vụ để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công như đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là chủ động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội thuộc trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên, hoàn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ trên toàn tuyến xong trước tháng 10 năm 2022, tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc ngoài thực địa cho 4 huyện xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần xong trước tháng 1 năm 2023. Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao 70% diện tích trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công trước tháng 6 năm 2023, tập trung thi công cơ bản, hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động, trên 90% người làm công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động, trên 80% lao động làng nghề được tập huấn, trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin, trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp, 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 4 ngân hàng quốc doanh lớn đã đồng loạt tăng lãi suất huy động sau khi ngân hàng nhà nước nâng lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Cụ thể, Vietcombank tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn 1 tới 3 tháng tăng 1 điểm phần trăm lên 4,1 tới 4,4% trên năm, kỳ hạn 12 tháng tăng 0,8 điểm phần trăm lên 6,4% trên năm và các kỳ hạn 24 tháng trở lên được điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm ở mức 6,4% trên năm. Vietinbank cũng điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn từ 1 tới 2 tháng thêm 1 điểm phần trăm lên 4,1% trên năm, lãi suất từ 3 đến dưới 6 tháng tăng lên 4,4% trên năm, với kỳ hạn từ 12 đến trên 36 tháng nâng lãi suất thêm 0,8% trên năm lên 6,4% trên năm. Agribank cũng có mức tăng tương tự Vietinbank. BIDV là ngân hàng cuối cùng trong nhóm 4 ngân hàng lớn áp dụng tăng lãi suất. Ngân hàng Thế giới World Bank vừa nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2% thay cho mức 5,3% hồi tháng 4, được kỳ vọng sẽ dẫn đầu khu vực châu Á. World Bank đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ mức 5% hồi tháng 4 xuống còn 2,8%. Điều này khiến cho dự báo tăng trưởng của châu Á bị hạ xuống còn 3,2%, thấp hơn ước tính 5% hồi tháng 4. Theo báo cáo của World Bank, nền kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh mẽ dựa trên những khởi sắc của ngành xuất khẩu và giải phóng nhu cầu bị dồn nén sau khi các quy định về hạn chế di chuyển do Covid-19 được dỡ bỏ và sự quay trở lại dần của khách du lịch nước ngoài. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định số 24/2017/QĐ-TTg. Cụ thể, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Đây là điểm mới so với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện hiện hành với quy định thông số đầu vào tăng 3% thì giá điện mới tăng. Về thẩm quyền điều chỉnh giá điện, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ quyết định điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2022, bức tranh kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng khi các hạn chế về đại dịch COVID-19 được nới lỏng và các chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi. Các chính sách hỗ trợ như lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng mạnh, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã giúp kinh tế xã hội khởi sắc ở hầu hết các ngành lĩnh vực. Hưng Yên cũng không nằm ngoài xu thế của cả nước, nhiều ngành lĩnh vực đã có tăng trưởng tốt, có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Và chuyên mục Chuyện từ Phố Hiến hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ những điểm sáng trong tình hình kinh tế của Hưng Yên 9 tháng năm 2022. Ước tính một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu 9 tháng năm 2022 như sau. 1. Thu ngân sách nhà nước địa phương ước đạt trên 45.223 tỷ đồng, tăng 240,83% so với cùng kỳ năm trước và đạt 231,62% kế hoạch năm. 2. Vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 40.263 tỷ đồng, tăng 49,63% so với cùng kỳ năm trước. 3. Số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới 11 dự án, số vốn đăng ký là trên 95 triệu đô la Mỹ. 4. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 72.700 ha, giảm 4,82% so với cùng kỳ năm trước. 5. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước. 6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 31.900 tỷ đồng, tăng 17,51% so với cùng kỳ năm trước. 7. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 3,29%. Và để hiểu rõ hơn về bức tranh phát triển kinh tế của Hưng Yên trong 9 tháng năm 2022, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trọng Chuyến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, là qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong 9 tháng năm 2022, xin mời ông có thể so sánh những chỉ số quan trọng so với thời điểm này của năm 2021 ạ. Kết quả tính toán của ngành thống kê thì 9 tháng đầu năm 2022 thì hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế của địa phương thì đều phát triển và đạt cái mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là một số chỉ tiêu đã hoàn thành cái kế hoạch của cả năm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước tính tăng 2,84% so với cùng kỳ, tăng cao hơn so với mức tăng của 9 tháng đầu năm 2021 là 2,2%. Tổng sản xuất công nghiệp có cái sự phục hồi và tăng trưởng tốt, đóng góp chủ yếu vào cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Và cái chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,23%, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ của 9 tháng đầu năm 2021 là 7,93%. Và các cái hoạt động thương mại dịch vụ thì đều có sự phát triển mạnh mẽ, đạt cái sức mua của dân cư tăng lên đáng kể. Tổng vốn đầu tư và xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 40.263 tỷ, tăng 49,63% so với cùng kỳ. Có thể nói là cao hơn rất nhiều lần cái mức tăng của 9 tháng đầu năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cũng đạt kết quả rất ấn tượng. Trong đó cái khoản thu nội địa là 41.915 tỷ, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Thưa ông, là qua những chỉ số quan trọng như vậy thì đã nói lên điều gì về sự phát triển của kinh tế Hưng Yên trong 9 tháng vừa qua ạ? Tỉnh đang triển khai đồng bộ kịp thời các cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các cái chính sách về tài khoá tiền tệ theo nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Qua 9 tháng đầu năm 2022 cho thấy kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự phục hồi phát triển mạnh mẽ. Ước tính GDP quý 3 năm 2022 thì đạt cái mức tăng là 12,31%, có thể nói là cao hơn rất nhiều cái mức tăng của cái cùng kỳ cũng như là của các cái quý trước. Ví dụ như là cái quý 1 của năm 2022 chỉ đạt cái mức tăng là 6,49%, và quý 2 đạt mức tăng là 10,75%. Trong cái tăng trưởng chung của toàn tỉnh thì các lĩnh vực về công nghiệp, xây dựng đạt cái mức tăng cao, đặc biệt là ngành sản xuất công nghiệp đạt cái mức tăng rất là ấn tượng trên 10%, thì đã đóng góp chủ yếu cho cái phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó thì cái hoạt động thu ngân sách cũng đã đạt cái kết quả tốt và đóng góp lớn vào cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông đánh giá như thế nào về những con số trong lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên trong 3 quý vừa qua ạ? 9 tháng đầu năm 2022 thì cái hoạt động thu hút đầu tư của Hưng Yên khá là thành công, với hàng loạt các cái dự án, chương trình dự án đầu tư lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh thì đã đóng góp đáng kể vào cái hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Và ước tính cái tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 9 tháng đầu năm là đạt hơn 4.000 tỷ, tăng 49,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cái khu vực vốn đầu tư của dân cư và của tư nhân tăng gần 80%, và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng hơn 20%, và vốn đầu tư thuộc khu vực nhà nước tăng 26,68%. Và cũng trong 9 tháng đầu năm 2022 thì trên địa bàn tỉnh đã thu hút được
57 dự án đầu tư mới, tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 46 dự án trong nước, tăng 9 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 16.629 tỷ, và 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 95.9 triệu USD. Và ngoài ra thì toàn tỉnh có 112 dự án xin điều chỉnh vốn đầu tư, trong đó có 62 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, gồm có 34 dự án đầu tư trong nước và 28 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 4.536 tỷ đồng và 245.3 triệu USD. Tổng số doanh nghiệp đăng ký mới là 1.204 doanh nghiệp, tăng 11.68% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả hút vốn đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2022 thì đạt cái mức tăng khá là ấn tượng, thì đã đóng góp rất lớn cho cái tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh. Về con số tốc độ tăng trưởng của tỉnh thì cũng rất là mong ông có thể so sánh với con số của cả nước cũng như là với các tỉnh có lân cận có điều kiện phát triển tương đồng với Hưng Yên ạ. Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê thì tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm khoảng trên 10% so với năm 2021 và cao hơn mức tăng chung cả nước. Theo số liệu công bố của Tổng Cục Thống kê thì 9 tháng đầu năm 2022 GDP cả nước tăng 8.83% so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên cũng là một trong những tỉnh đạt mức tăng trưởng khá cao hơn so với một số tỉnh trong khu vực, ví dụ như là ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Thưa ông, là với những kết quả đã đạt được thì chúng ta cũng đang bước sang quý tư rồi, thì ông có dự báo gì về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh ta trong quý tư cũng như là việc thực hiện những cái mục tiêu phát triển kinh tế của năm 2022 ạ? Với kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2022 thì Hưng Yên có thể coi là một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Nhiều cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt ở cái mức cao, và với những cái thuận lợi trong thu hút đầu tư và trong phát triển sản xuất kinh doanh thì bước sang quý 4 năm 2022, kinh tế của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục có những cái khởi sắc so với quý 3 cũng như là so với cùng kỳ năm trước, và dự báo sẽ đạt cái mức tăng trưởng cao hơn so với quý 3. Cụ thể đối với lại sản xuất nông nghiệp thì có cái phát triển rất là ổn định, đảm bảo an ninh lương thực và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Và trong sản xuất công nghiệp, qua khảo sát đánh giá của ngành thống kê, có tới 53.15% doanh nghiệp cho rằng cái tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4 sẽ tốt hơn so với quý 3. 32.87% doanh nghiệp đánh giá là tình hình sản xuất kinh doanh giữ nguyên so với lại quý trước. Và chỉ có khoảng độ 13% doanh nghiệp được hỏi đánh giá là tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4 là giảm hơn so với quý 3. Như vậy là đa số các doanh nghiệp thì đều có cái đánh giá chung là sẽ có tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4 là tốt hơn. Thì còn trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì dự báo những cái tháng cuối năm sẽ tiếp tục có những cái tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ngành kinh doanh bất động sản. Thì qua kết quả khảo sát của ngành thống kê cùng với lại một số cái sở ngành của tỉnh, ở một số cái dự án lớn có cái hoạt động đầu tư trong năm 2022 ở mức vốn đầu tư rất là lớn, khoảng độ trên 40.000 tỷ đồng, góp phần vào cho tăng trưởng trong quý 4 sẽ khởi sắc hơn. Thưa ông, là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có thấy rằng có tình trạng của một số nguyên vật liệu đầu vào thì giá tăng khá là cao. Vậy thì tại sao chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta mới chỉ đánh giá ở mức đó là 3.29%, tức là không quá cao? Chúng ta nên hiểu như thế nào về con số này ạ? Chỉ số giá tiêu dùng thì chủ yếu là điều tra và thu thập ở những cái mặt hàng tiêu dùng cuối cùng của dân cư. Thế và những cái mặt hàng này nó cũng tương đối là ổn định so với lại năm trước và không có mức biến động lớn. Thế còn những cái nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, ví dụ như là sắt thép, xăng dầu, thức ăn gia súc, thì cái việc tăng giá này nó sẽ ảnh hưởng tới đầu vào, cái chi phí đầu vào của cái hoạt động sản xuất, và nó sẽ làm tăng giá thành hoặc tăng cái chi phí sản xuất, và cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái kết quả đầu ra, tức là cái tỷ lệ giá trị tăng thêm trong các cái sản phẩm, thì sẽ làm ảnh hưởng một phần đến cái tăng trưởng của các cái ngành này. Chỉ số giá tiêu dùng thì ở cái mức thấp thì điều đó cũng nói lên một điều rằng chất lượng tăng trưởng kinh tế đạt ở cái mức cao hơn so với lại trước đây. Nền kinh tế thì không bị lạm phát và đời sống của nhân dân thì nó sẽ ổn định và thu nhập của người dân nó cũng sẽ tốt hơn. Rất cảm ơn ông đã có những thông tin chi tiết cũng như những phân tích bình luận chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào.
hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.